Vào ngày 17 tháng 7 tại đồn cảnh sát Lumbini, Thiếu tướng cảnh sát Thiladei Thammasuti, chỉ huy đội điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, đã có mặt để họp. Ông tiết lộ rằng đêm qua, họ đã phỏng vấn con gái của một trong 6 người quá cố, cũng như các nhân chứng khác. Mỗi người đã cung cấp thông tin hữu ích. Theo thông tin, động cơ gây án được cho là có thể liên quan đến vấn đề nợ nần, không có yếu tố nào khác liên quan. Căn phòng trên tầng 5 được khóa từ bên trong và không có hồ sơ về việc có người ra vào căn phòng bị khóa. Hành lý của 6 nạn nhân đã được cảnh sát chuyển đến đồn cảnh sát Lumbini để kiểm tra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024. Do đó, thủ phạm không được cho là có liên quan đến ai bên ngoài nhóm 6 nạn nhân vì kiểm tra việc ra vào phòng cho thấy chỉ có nhóm người quá cố. Về chất độc gây ra cái chết, chưa thể kết luận đó là loại chất gì, họ phải chờ các chuyên gia pháp y kiểm tra bằng chứng trước. Tuy nhiên, có báo cáo từ cơ quan pháp y cho rằng chất tìm thấy trong ly nước giống cyanua nhưng mạnh hơn, khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng. Có 6 ly chứa đồ uống, 5 ly trên khay và 1 ly trên bàn có cặn bên trong phòng nơi 6 thi thể được tìm thấy. Về việc điều tra người thứ 7 đã đặt phòng khách sạn nơi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã truy tìm cá nhân này và phát hiện cô này là em gái của một trong 6 người đã thiệt mạng. Cô đã bay về nước vào ngày 10 tháng 7. Ban đầu, người ta cho rằng cô không liên quan đến những cái chết. Nghi vấn đặt ra về những cái chết là do một trong 6 nạn nhân đã gây ra, người đã đánh thuốc mê những người khác trước khi tử vong cuối cùng. Sau đó, nguồn tin tiết lộ, nghi phạm là bà Sergrin Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ và có hồ sơ nhập cảnh, xuất cảnh Thái Lan 5 lần. Bà cũng tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc, động cơ bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này.